Mới đây trên trang Facebook cá nhân của rapper Phúc Giây có chia sẻ dòng trạng thái nói về sói Diêu Gai. Cụ thể bài viết anh cho biết, trước khi được anh Khối UG mời thì mình có biết trước tin rằng anh Khối UG là fan cứng của BJ. Thừa biết anh Khối UG sẽ hỏi như thế nào với em mà. Em chỉ muốn lên trả lời thật vì nghĩ đó là phỏng vấn thôi, chứ trước giờ em chưa động chạm gì tới chén cơm của ai, nên không nghĩ sẽ bị vướng chiêu trò dìm nhau như trong showbiz. Thật ra thì nếu Under không phải là fan của BJ, hoàn toàn thì sẽ không có ai rảnh mà tự nhiên phải đi ghét em đâu, hiểu lầm rồi. Bên dưới bài đăng anh còn chia sẻ thêm, tóc râu ai cũng được tặng bong, bố nó lên thèm gừng chết, nói chuyện khô cả cổ, mà không có được một tờ giấy cuốn nữa, cay. Sau khi Phúc Giây chia sẻ, bài viết đang nhận được sự quan tâm từ cộng đồng rap Việt. Được biết sói Diêu Gai là một cái tên khá hot trong giới Under. Mặc dù anh đã rút lui khỏi ánh đèn sân khấu đã lâu, mấy năm trở lại đây anh có làm chương trình talk show trên YouTube với các loạt khách mời tên tuổi trong cộng đồng rap Việt tham dự. Sau khi nhận được thông tin nam rapper Phúc Giây có đăng bài viết, anh cũng đã nhanh chóng lên tiếng chia sẻ. Anh với Phúc Giây sau talk show cũng ít nói chuyện với nhau, phải nói gần như không còn liên lạc. Mình nếu ghét thì đã không mời show, cũng chưa từng nói với ai một lời tiêu cực gì về Phúc. Còn vấn đề trong show mình dẫn tập đó bị lòng vòng, mình cũng có giải thích vì thời điểm đó tâm trạng rất không tốt. Có phải show quay trong thời điểm đó đã không cho lên sóng luôn vì cảm thấy chất lượng dẫn không ổn, chứ mình chưa từng nghĩ liên quan gì với BJ. Thậm chí khi Phúc nói về hoàn cảnh gia đình, mình đã hiểu hơn. Song bẵng đi một thời gian lâu, tự nhiên ẩn friend mình, xong giờ đi nói này nọ là sao? Còn lôi việc tặng bong ra nói. Bong đó là sau này có nhà tài trợ tặng, nên mấy số sau mình có chứ đâu phải của mình, muốn tặng ai thì tặng đâu mà giờ trách. Từ Phúc Giây có thể coi lại thời điểm. Em cũng có chơi với đơn vị tài trợ bong cho mùa 2 đó, em có thể tự hỏi. Tự nhiên lôi ra đăng bài là sao, sáng sớm coi cái tin mà hơi sốc luôn. Vụ việc Phúc Giây và sói Diêu Gai đang được cộng đồng rap Việt quan tâm. Các bạn đang nghe bản tin Rap News, bấm Hay Ho Rap Việt để cập nhật những tin tức mới nhất.